Thân chào quý cô bác đã trở lại kênh Món Chay của Mẹ Quê. Hôm nay em sẽ làm dưa chua từ chuối cây, giòn rụm, trắng tươi. Cách làm rất là dễ, quý cô bác có thể làm một hũ dưa chua như thế này cho ngày Tết cũng rất là ngon. Dưa chua từ chuối cây quý cô bác có thể ăn cùng các món nướng chay hoặc là các món kho chay. Dưa giòn giòn, vị chua ngọt, thêm một chút cay cay. Nếu quý cô bác thấy thích thì xin mời vào bếp cùng làm với em nha. Để làm chung với chuối thì em sẽ dùng một ít cà rốt, em cắt sợi và cắt lát mỏng tỉa hoa rồi. Em sẽ dùng cây chuối hột để làm dưa và sử dụng cái phần lõi chuối non ở bên trong. Tiếp theo là nước giấm chua, đường và muối. Nguyên liệu chỉ đơn giản như vậy thôi ạ. Bây giờ thì quý cô bác cùng làm với em nha. Quý cô bác thích cay nhiều hoặc là cay ít thì sử dụng lượng ớt cho vừa phải nha. Em pha một muỗng canh muối, hai muỗng canh nước cốt chanh cho 2 lít nước lọc. Khuấy đều ra. Bây giờ sắc chuối và cho vào phần nước này ngâm. Chuối thì em sẽ sử dụng cái phần lõi non ở bên trong và cắt theo chiều dọc như thế này. Còn cắt miếng to miếng nhỏ thì tùy theo sở thích của quý cô bác nha. Cắt xong em cho hết phần chuối vào trong nước muối chanh để ngâm. Và cho luôn cà rốt vào đây ngâm luôn nha. Em sẽ ngâm hai loại này trong vòng thời gian 30 phút. Trong lúc chờ thì em sẽ đi nấu nước giấm đường. Em dùng 50ml giấm chua và 50ml nước lọc. Cho vào đây 3 muỗng canh đường, 1/3 muỗng cà phê muối. Phần nước giấm đường phải có vị chua chua ngọt ngọt. Vị ngọt nhiều hơn vị chua thì sẽ ngon ạ. Nấu cho phần nước đường này nó tan ra, chuẩn bị sôi lăn tăn thì em tắt bếp. Bây giờ cắt ớt nhỏ nhỏ cho vào đây. Quý cô bác thích cay nhiều thì để nhiều ớt, còn không thích cay thì để ít ớt thôi ạ. Tiếp theo em chuẩn bị một nồi nước sôi và cho phần chuối đã ngâm vào đây, luộc khoảng 30 đến 40 giây là vớt ra. Cho hết phần chuối vào, đảo đều là vớt ra ngay. Chuẩn bị một cái thau nước đá và vớt chuối ra cho vào thau nước đá ngay. Trụng như vậy để lâu cái phần chuối nó sẽ không có cái vị chua nhiều. Nếu dùng chuối sống để làm thì quý cô bác để phần dưa lâu nó sẽ có giống như là vị lên men vậy đó. Còn mình trụng sơ qua nước sôi như thế này để bao lâu cái phần chuối ăn nó cũng giòn và ngon. Trụng sơ cho vào nước đá để làm nguội ngay để cho chuối nó không có bị thâm đen. Thứ hai nữa là nước đá cũng làm cho chuối giòn hơn. Sau khi thấy chuối đã lạnh và nguội hoàn toàn thì vắt khô nước và cho vào một cái hũ. Sau khi trụng xong quý cô bác xem nè, nó rất là trắng, nhìn rất là ngon ha. Bây giờ em sẽ vắt khô nước và cho vào cái hũ nha. Em đã xếp vào hũ xong rồi nè. Và bây giờ cho nước giấm đường vào nữa là xong. Nước giấm đường phải để thật là nguội, phải nguội hoàn toàn thì mới cho vào được nha. Nước giấm đường cho vào vừa xăm xắp với mặt dưa như thế này là được. Rồi bây giờ để khoảng 1 ngày là có dưa chua để ăn rồi. Và dưa chua như thế này quý cô bác có thể ăn trong vòng 1 tháng vẫn ngon. Và nhớ là bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh để giúp dưa giòn hơn nha quý cô bác. Đây là phần dưa chua em đã làm được 1 ngày rồi nè. Bây giờ cái vị của nó cũng vừa ăn rồi. Cho ra đĩa và bắt đầu ăn với cơm thôi. Cái này chấm với các món kho rất là ngon. Dưa rất giòn và trắng nữa. Nhìn rất giống ngó sen phải không quý cô bác? Chỉ cần một chút thời gian thôi là đã có món dưa chua từ chuối cây rồi. Giòn giòn, vị ngọt ngọt, chua chua và thêm một chút cay cay. Rất cảm ơn quý cô bác đã bỏ thời gian xem video của em. Và xin hẹn gặp lại quý cô bác ở video sau ạ. Chúc quý cô bác thật nhiều niềm vui và sức khỏe, luôn có những bữa chay thật ngon miệng nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.